Sang ngày hôm sau pin đã đầy nhá. Chiều qua mình có ngồi mình dùng cái máy ăn điểm của thằng Felixi này, SVK-10 này. Mình có hàn tạo ra một cái quả pin, sửa một kiểu quả pin của cái máy khoan này. Nên là hàn làm xong thì cứ để đấy, hôm nay nó đến sáng hôm sau này nó đã sạc đầy nhá. Và ok luôn. Đây gọi là tranh thủ khi pin nó chưa phồng, nên test thử luôn, mà kể cả pin nó phồng thì mình cũng có võ mẹo mình độ mình chế các bạn ạ. Thì các bạn biết đấy là trước đó mình có giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm này trên kênh, hãng nhiều hãng họ muốn mình review sản phẩm, cũng như hãng King Sport hay gì muốn mình review cái máy mát xa mắt, rồi là kiêm tai nghe nghe nhạc. Rồi lại có một cái hãng gì đó liên quan đến sạc dự phòng muốn mình review sản phẩm sạc dự phòng và đưa đường link của cái link Shopee ở Việt Nam cho họ. Tóm lại là dạng quảng cáo ấy. Thì mình đính chính cho mọi người ấy, thì mình là rất nhiều, nhưng mà mình nhận một cái sản phẩm ấy, là chả được đồng tiền review gì đâu nhá mọi người nhá. Mà mình nói chuyện thẳng với họ ấy, là mình muốn mình review ấy, thì mình cũng chả nhận gì ở đấy, như như anh Welcome ấy là mình giới thiệu trên kênh và anh ấy có tặng hoa hồng mình ấy. Mình đã lấy luôn một cái tiền hoa hồng đấy, mình lấy luôn một cái sản phẩm và mình gửi tặng bạn trên kênh luôn các bạn nhé. Thì cái đây là một trong như anh Frisi này, thì là mình có giới thiệu cho mọi người về hai sản phẩm. Một là cái DSOTC3, thì đó là cái sản phẩm mình đang cần để mình đo được cái độ trở của con tụ điện nha. Và nó là kiêm cái máy hiện sóng, thì các bạn đấy thấy đấy là đó là cái công cụ sửa chữa của mình hàng ngày, nên đôi khi các bạn gặp mà mình vẫn mang nó ra dùng. Thì đến cái máy hàn điểm này cũng thế, mình có dùng nó bao giờ đâu, mình còn đếch biết hàn điểm như nào cơ. Hàn chập thì mình hiểu thôi, còn đâu mình chả sử dụng hàn điểm pin bao giờ, mình ít dùng các bạn ạ. Nhưng mình đang cần nó kiêm là cái sạc dự phòng. Mình bảo rồi, trời sắp mưa, trời mưa gió, mình đang cần nó để nó là một cái đèn pin mất điện chẳng hạn, thì mình cắm cái này vào này thì nó sẽ thành cái đèn pin chiếu sáng khắp nhà mình các bạn nhé. Đấy, mình bảo mình đang cần nó, nên nó muốn mình không cần cái này thì nó có thể là đưa mình một cái sản phẩm khác, nhưng mình rất nhiều sản phẩm nhưng mình không lựa chọn. Mình mới lựa chọn cái sản phẩm mà mình cảm giác như mình đang cần dùng đấy các bạn ạ. Và mình gọi là mình giới thiệu trên kênh thôi, chứ thực sự mình cũng chả khen chả chê chả gì cả. Và nó chỉ cần yêu cầu mình là làm một video giới thiệu cái sản phẩm lên trên kênh thôi, và phải chèn cái link cho nó. Thì cái link đấy thì các bạn kích vào càng nhiều càng tốt, thì mình cũng trả được đồng tiền đâu, nhưng mà nó sẽ có phần mềm, nó sẽ biết được ấy, à cái kênh YouTube này là được kích là khoảng là 4 hay 5 nghìn lượt kích vào, thì nó đã hiệu quả quảng cáo nó cao rồi. Còn nhiều bạn thì cứ bảo là mua nó đắt hơn ở Shopee thứ ấy, thì nó không cần biết, theo mình hiểu thì nó không cần biết là bạn mua ở đâu, mà nó hiệu ứng quảng cáo của nó ấy, là cái thương hiệu này, cái máy hàn điểm này là của hãng, rồi bạn mua ở đâu cũng được, mua ở Shopee hay mua của thằng hàng xóm cũng được, miễn là cái sản phẩm này đã qua kênh, đã có người tiếp cận và nó bán được hàng. Nên nhiều người các bạn là mua ở Shopee rẻ hơn trên trang Ali thứ ấy, thực ra ai mua ở đâu cũng được, nhưng mà đấy là cái hiệu quả quảng cáo của nó đem lại. Và nó thì nó chỉ mất phí là gửi mình thôi, còn đâu nó chả mất cái gì nữa cả. Nên nó vào mình bảo rồi, mình sẽ bóc ra, mình sẽ xem nó như nào, ưu nhược điểm nó như nào, nó thế nào thì mình ấy hết. Nên có nhiều bạn bảo là cái con này là nó nhanh phồng pin thế này thế kia ấy, thì mình có dùng đâu nó biết, lần đầu tiên mình dùng nó mà. Đây, cái cây view mình review ấy, mình biết thế nào về nó thì mình nói thế thôi, và hiệu quả mình dùng thì mình vẫn đang xử lý được ok đây. Và như mình nói rồi, con này thì mình đoán ấy, thì là dòng xả nó rất cao thì nó mới hàn chập được mọi người nhá, nó mới hàn chập được cái chảy được cái mối lối ấy, các bạn ạ. Thì do đó mà giả sử là nó hỏng ấy, thì mình hay bảo rồi là dùng những cái xeo pin 18650 này độ cho nó, nhưng mà chúng ta sẽ kiếm những cái xeo pin mà dòng xả cao cho những máy công cụ ấy. Chúng ta không phải là dùng một quả mà chúng ta đấu 10 quả song song đi nhá, to để bên ngoài được, thì là 4/2 bởi cái này cũng 4/2 mà. Thì có khả năng ấy là cái dòng xả của 10 quả nó gộp lại thì nó sẽ đủ dòng chảy được cái này. Đấy là một cách. Cái cách nữa thì chúng ta phải kiếm cái quả pin 6V, à cái acquy trì 6V đi, hai cái song song nhau đi chẳng hạn. Thì là nó sẽ dòng xả nó sẽ cao hơn, và chúng ta sẽ độ chế cho nó. Thì tất nhiên là độ theo cái kiểu là như mình thôi, mình chỉ nói thôi. Mình hiểu về cái nguyên lý dòng chảy kín của nó. Mình hiểu cái nguyên lý dòng chảy kín của nó, tức là
làm một quả pin này để nuôi nó thôi, nuôi cho nó chạy, nuôi phần điều khiển cho nó chạy thôi. Nhưng khi nó đưa lên kích hoạt này thì cái dòng chảy chính trên cái ắc quy trì, hai quả ắc quy trì 6V này, nó mới là đoạn mạch qua cái mối nối, qua cái chỗ vị trí cần hàn nha. Tóm lại là trong đầu mình nghĩ được nhiều cách lắm, nên có hỏng pin thì mình cũng làm được. Nên nhiều bạn bảo là con này thì chắc là chập vài cái thì hết, nhưng mình đây là chỉ là cái máy hàn điểm mili thôi. Chứ nếu mà các bạn chuyên thì các bạn có thể độ chế bằng biến áp lò vi sóng, hoặc là các bạn đầu tư những cái máy hàn điểm chạy 220 thì nó hiệu quả hơn. Cái đây hàn điểm mili chúng ta cầm đi khắp nhà nó bé bằng cái bàn tay này thôi mà mọi người nhá. Nên cái vấn đề mình không biết rõ, những cái kênh khác họ review thì họ được tiền bao nhiêu như nào thì mình không biết. Mình nói thẳng với họ ấy là mình chỉ cần nhận sản phẩm thôi, bởi mình và mình đính chính ấy là cái sản phẩm mình nhận là cái sản phẩm mình đang cần sử dụng, chứ cái sản phẩm mình không cần sử dụng thì mình cũng đích cần đấy các bạn ạ. Chứ mình không nhận review đấy, mình nói không gì phải là review mà là giới thiệu cho nó thôi, là đạt hiệu quả của nó là nó chỉ cần như thế thôi các bạn nhé. Còn các bạn muốn mình xem mình đóng như nào thì phía đằng sau nhá. Đây là cái đoạn hôm sau rồi, cái đoạn hôm sau là mình sáng hôm sau chuẩn bị đi Đông Anh để tháo một cái máy tháo bó Okuma về để sửa đây. Nên cái đoạn này là cái đoạn sạc lên, hôm nay nó đầy pin nó mới test thử mà nhá. Ở đoạn sau nhá các bạn nhá. Chào các bạn, cái con pin này với cái lỗi này, bom nó chỉ có đèn thôi chứ nó không chạy được nhá. Đây là một cái hiện tượng mình đang đoán là do pin hỏng, và cái video này thì mình sẽ thay pin cho nó và sẽ sử dụng cái máy hàn điểm mili Filici với mua cái đèn là SVKM-10 này để test thử để hàn nó nhá các bạn nhá. Pin thì mình cũng chẳng có pin nhiều đâu, mình sẽ lấy quả pin hỏng ra thôi. Đây này, mình sẽ đang có ý định là lấy ba cái xe pin này ra này. Đặt rồi mình có một cái bản chuyên có cái cửa hàng nhôm kính bằng tuổi mình, nên là nó bị hỏng pin, nên là mình mới hỏng cái một dãy pin này, một con pin ấy, thế là mình có thay xong về lại chết lại. Thế là bạn ấy bảo là mình bảo nó là tao không có cái cell pin này, thế nó về nó lôi ra trong đống của nó là có hai cái cục này hỏng. Thế là cuối cùng mình lấy một đôi là mình lắp cho nó, thế là nó được một cái, nó bảo nó chạy bình thường rồi, thế là dòng xả ok là được các bạn ạ. Thì mình đang có ý định là mấy cái đồ này hôm nào mình cũng có ý định mình sẽ ghép cho nó thành một cái nữa, với lại kiểu gì mình sẽ lấy được ba cái mình thay cho quả pin này nhá. Thì ở đây nó có một cái sạc này, sạc của cái này nhá. Mình ghim điện này thì nó có đèn nhấp nháy đây nhá. Đó. Thì cho sạc vào này. Đấy, nó báo đỏ. Sau đó nó xanh luôn, tức là nó đã đầy rồi các bạn nhá. Thì cái máy này thì mình nhìn nó chạy motor chổi quét thôi, nó giống cái máy của mình các bạn ạ. Giống cái máy này của mình này. Máy của mình thì mình có hai quả pin, mình cứ thay nhau liên tục. Nhưng cái quả pin này thì không đút ở đây đâu, nó khác một chút nhá, nó khác về cái tọa độ giữ này, nên không đút được các bạn ạ. Nên do đó mà đang có ý định mình sẽ thay pin cho nó và test cái máy hàn điểm kia luôn nhá, cái máy hàn chập kia. Hôm qua vừa review buồn cười. Ê, mình cũng miễn phí mà các bạn review chả cái đồng tiền gì đâu nhá các bạn nhá. Họ tặng miễn phí mình giới thiệu trên kênh thế là hết các bạn ạ, chứ chả phải tiền nhiều chứ gì đâu. Để xem cái xe pin nào hỏng nhá. Pin này không biết là cái máy này chắc chắn là hơn cái máy này của mình rồi. Thì mới pin mới có cái bộ bảo vệ pin lăng nhăng IC rất răng lăng nhăng như này luôn này, kinh khủng không? Tí nữa mình sẽ tháo xem cái này xem nó trong mạch nó có cái gì mà lại có thể nó nhấp nháy được các bạn ạ. Các bạn chờ mình cạy nó ra nhá. Nó cũng ghê gớm phết chứ, nhưng mà mình không chuyên cái đồ này, nhưng mình cứ đánh dấu cho nó an toàn, cho đỡ nhầm lẫn các bạn ạ. Úi giời ơi, xe pin của Samsung, mình cũng chả biết xem pin đâu, nhưng mà mình nghĩ là bọn này chịu được các bạn ạ. Đấy, bây giờ đánh dấu vừa nãy vạch cái chỗ này à, thì bây giờ cũng vạch cái chỗ này nữa luôn đi để cho nó đỡ bị nhầm nha các bạn nhá. Đây, vừa bẻ ra được ba quả này, nên là những cái quả pin này là nó vứt ra hỏng, nó vứt lâu rồi đấy, có 3 vun mấy thôi nó hết điện rồi các bạn nhé.
các bạn ạ. Ôi rồi, con này con chết rồi, phải thay con khác thôi, nhặt con khác các bạn ạ, phải con chết các bạn nhé. Mình sẽ lấy con này hình như đóng phát vào đây là nó sẽ tiếp vào được đấy, mình sẽ nhặt tiếp con nữa nhá, lấy ba con. Cái này như ngày xưa thợ họ đóng cũng chả bám đâu, bám mới đâu các bạn ạ. Mình cậy nó ra dễ cực kỳ, có cái thì bám tốt, có cái thì pin này pin họ đóng mà nhá. Hình như xốp đâu trong Thành phố Hồ Chí Minh ấy. Quả này đo được 2.4, vừa nãy đo hai quả song song nhau được 2.4, hóa ra quả kia chết rồi. Dòng xả nó cao mà. Đây được quả này nữa là chắc là được. Đây có áp thì nó ok nhá. Bây giờ bắt đầu kẽm đâu nhỉ? Để làm sạch cái chỗ này đã. Để mình sẽ hàn chập nó nhá các bạn nhá. Trong thời gian chờ thì hàn xả cái con này cho nó lên 3.4 như bọn kia đi. Cho nó đều các bạn ạ. Đây kẽm đây này. Biết nó bẩn bẩn nó gì gì này, có đóng dính vào đây này, thợ trước đóng cũng không dính này các bạn nhé. Cạo cái quai đã. Hôm qua hơi cứ để như thế đi. Tăng cái thời gian trễ này lên 10 mini giây xem nào. Thế đi các bạn nhé. Thì nhiều bạn đóng thì họ sẽ dán bằng dính vào ở giữa này, nhưng mình chả có cái gì cả. Ê, đóng cái này vào đây trước đã, xem nó có dính được cái bẩn này vào đây không. Cái này đang rất là bẩn nhá các bạn nhá, để xem mình đóng xem nó có dính được không. Mình có chuyên cái đồ này đâu mà, nhưng mà vì công việc vẫn cứ thử thôi. Nó bật như này nó không bám được vậy các bạn ạ. Nó nổ đồ không. Đấy, dính không? Thử xem nào. À cũng dính các bạn. Ok đấy. Ấy giờ hình như là không ấn mạnh là được, là nó sẽ dính khỏe hơn hay sao ấy. Đấy. Được đấy chứ. Đấy, thế đi. Cái này cái dòng xả con này không ấy. Ôi, cũng dính đấy các bạn ạ. Nhưng mà vừa bong một phát cho nó dính chặt luôn, thật luôn này. Đấy. Xem nào. Dính được kệ nó đâu. Thì nó dí cho mấy phát nữa. Đấy, dính thì nó không nổ. Thôi kệ nó đi. Đấy là âm này. Bây giờ sang dương thì sang âm nhá. Đang làm thì khách đến lấy tivi lại phải dừng các bạn ạ. Đột nhá. Nó có dính không nào. Các bạn không nhìn được. Đấy, có sốt đỏ là cái gì nhỉ? Xem nó có dính không nhá. Mình nghĩ là nó dính mà, vì hôm qua mình có test thử rồi mà. Ok đấy. Thôi thế rồi cho đỡ tốn pin. Cái máy này chắc là dòng xả nó cũng không cao lắm mà các bạn nhé. Tiếp tục một con nữa. Tiếp nhá, đấu nối tiếp nhau để tạo thành 12V mà các bạn. Không có cái đồ nên lằng nhằng ghê. Mình vừa cài đặt lại đây để xem lần này nó khác không nhá. Mình vừa cài đặt thông số lại một chút đấy. Đấy, thế đi. Xem nó có giảm dính không. Cũng dính rồi các bạn. Cũng đã thủng rồi. Ok đấy. Phát này như thế nào.
Hình như dí mạnh là nó không bằng để hờ hờ hay sao ấy. Để hờ hờ là nó không tiếp xúc tốt, thế là nó đánh nửa ác các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy nó đánh nửa lên không? Đấy. Có lẽ là dính ok các bạn nhé. Em bên này cho vài phát nữa đi. Ấy đánh nửa kinh chưa? Đấy, nó gọi là mili mà mọi người. Ok, còn đâu sau đó mình câu ra đây thôi các nhá. À còn cái này cũng phải câu ra một tí nha nhỉ các bạn nhỉ. Để xem nó đi theo hướng nào đã thì mình ấy. Mình chưa biết là lấy bên nào nên mình sẽ để hai cái dây bên này để tí nó hàn các bạn ạ. Cắn hết cả thẻ ấy kia thì không bao giờ. Rồi để tí nó hàn bên kia. Bên này thì mình cũng như thế đi. Mình chưa biết là bên nào được mà. Để tí nữa là bên nào thừa thì mình sẽ cắt bỏ đi mà. Cái pin trong cái này này nó phải là dòng xả phải cực cao đấy các bạn ạ thì nó mới hàn chập như thế này, có vì đề là ô tô nhưng mà chưa đủ 12V mới có 4V2 thôi các bạn nhé. Đó sau đó cầu sang thôi, chỉ hàn thế thôi mà các bạn nhé. Tạm thời tắt, thế biết ấn vào cái gì đây này, cho mọi người chiêm ngưỡng những cái mối mình vừa mới đâm hàn chập nó này mọi người nhé. Không xé ra đâu, không xé thử nữa, chắc chắn là dính rồi. Nó dính 1-2 điểm là được rồi các bạn ạ. Sạc đã các bạn ạ, bởi vì pin nó hết điện mà. Đấy, nút đỏ ăn 19W nhá, để cho nó sạc. Để cho sạc lúc á, cho nó lên điện á, sau đó mình sẽ lắp hoàn thiện. Vẫn phải hàn dây. Những cái dây đó là mình chỉ hàn chập nó vào thôi, sau đó mình vẫn phải hàn những cái dây đồng vào cái những cái kẽm thừa đấy mà các bạn nhé, những cái kẽm dài dài ra. Sạc lâu phết rồi đấy, phải được chắc phải được 2 hoặc 30 phút rồi. Và vẫn 18W các bạn ạ. Pin hơi là nóng nóng rồi. Mình còn vừa vào mình cắm cơm các thứ rồi. Rồi để đi đón bọn trẻ con đi học thêm rồi. Thiếu một con ốc. Ốc không có. Ốc này có vừa không nhỉ? To quá. Ốc này chắc ok luôn này. Đang lấy led tự động nên nó lấy vị trí. Đo thử nhá. Được 11V3 rồi. Chưa đủ đâu, nhưng mà cứ test thử cái nhá. Đấy giờ. Ok các bạn nhá. Đây là chậm này. Con khoan này có khi còn ngon hơn con khoan của mình các bạn ạ. Đảo chiều này. Bóp nhẹ thì nó có điều tốc mà nó sẽ chạy chậm. Bóp nhanh này. À, tầm thấp tầm cao này. Quay chiều đảo chiều này. Đó. Thôi sạc tiếp. Như vậy là mình đã tận dụng đồ bỏ đi của người khác. Tất nhiên là mình cũng lấy tiền của khách, tiền công tiền rẻ thôi các bạn nhé. À, và con máy mấy hạt chập này sẽ có tác dụng của mình sau này rồi các bạn nhé. Thỉnh thoảng mình sẽ đem ra mình xử lý pin nó mà các bạn nhé. Còn video cũng kết thúc luôn nhá. Chào các bạn.